Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp May Hoàng Cần Thơ. Hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một số phô mai nha nè. Trong đó có phô mai vàng và phô mai tứ quý ha. Tứ quý trong lô này cũng khá nhiều nha nè. Đây số 1 phô mai vàng lùng lực ha, sắc lớn mà giá mềm. Thứ hai là tứ quý nha nè. Đây những phô mai vàng giá mềm dài chịu bạc không nha nè. Sắc lớn mà giá dài chịu không ha. Đây này, tứ quý này có cành đẹp, lưỡi đẹp, giá cũng dài chịu nữa nè. Mai vàng giá dài chịu, sắc lớn giá mềm không ha. Và có mấy cây cuối đó em xả luôn nha nè, cũng có clip trước cũng còn dừng lại mấy cây đó, bán giá chi ăn cho anh em luôn, cây chịu ngoài 2 triệu cũng vẫn bán ha. Đó, tứ quý nha nè. Rồi mình nhắc ở số điện thoại cái mày, số điện thoại là 0939860078 hả cô chú anh chị. Rồi số điện thoại của Quyền cũng xung góc trái hình chữ màu xanh cho em để quan sát nha nè. Bắt đầu là phôi số 1 ha, phôi số 1 là phôi mai vàng nha nè, phôi mai vàng lùng lực ha. Cụ đế quá đẹp, cái cũ quá đẹp nha nè. Cây này anh em ghép gật gỡ luôn ha, như cái hòn nha nè ha. Liền khói nha cô chú. Liền khói ha. Rồi, mình cho anh em có thông số nữa nè. Số 1 là phôi mai vàng. Mẫu này quá đẹp nha nè. Đây nó lặn cái co khá hay ha. Đây nè, có cục nè. Rồi. Chiều cao 54 ha cô chú. Chiều cao là 54. Đâu quần eo này là 48 ha cô chú. Quần eo là 48. Tổng của nó là 63 nha cô chú. Tổng là 63 nha nè. Vậy cây 63 hoành đam lên chậu ha. Đường kính bầu là 60 ha cô chú. Rồi mã số 1 giá sao mày? Cái mã số 1 này em giao lưu ý giá là 8 triệu 8 cô chú anh chị ơi. 8 triệu 8 mã số 1 nha nè. Bao ship nè mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là phô mai tứ quý nha nè. Cây cũng khá lạ cây ha. Quái nha cô chú. Quái nha. Tử đeo quá đẹp ha nè ha. Lùng lực. Mẫu này thì làm cây đẹp lắm nha nè. Quý quý chiều cao là 54 cô chú ơi. Chiều cao là 54. Bình thân này là 43 ha. Bình thân là 43. Bình thân tổng của nó là 56 ha cô chú. Bình thân tổng là 56. Đường kính bầu là 50 ha. Rồi mã số 2 giá sao em ơi? Cái mã số 2 giao lưu giá là 7 triệu 8 ha cô chú anh chị và tôi quý luôn ha. 7 triệu 8 mã số 2 nha nè. Bao ship này mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là phôi mai vàng nha nè. Lùng lực ha. Ba từ tam tài nha nè. Chiều cao là 46 hả cô chú? Chiều cao là 46. Quần thăng đo chiếc này là 33 hả cô chú? Quần thăng là 33. Tạm đo trên đây vậy ha. Rồi. Đường kính bầu là 55. Cái này đế của nó sổ 34 luôn đó cô chú, 34 luôn ha. Rồi mã số 3 này giá sao ơi? Cái mã số 3 này em giao lưu ý giá là 4 triệu 3 luôn cô chú anh chị ơi. 4 triệu 3 mã số 3. Bao ship này mọi miền tổ quốc nha nào. Rồi tiếp theo cái mã số 4 nha nè. Mã số 4 là phô mai vàng thân lắc. Cục đế quá đẹp ha nè ha. Thân lắc mà nó năng cây đi cô chú, về đây nhỏ căng cầu nó đẹp. Ok. Vô chậu là nguyên cục đế luôn cô chú ơi. Quá rực rỡ ha.
Chiều cao là 113 hả cô chú? Chiều cao là 113. Còn năng đôi chiếc này là 43 cô chú ơi. Và thăng là 43. Đường kính màu là 63 ha. Đường kính màu là 63. À, đế sổ 36 rồi cô chú. Rồi mã số 4 này giá sao em ơi? Cái mã số 4 em giao lưu với giá là 6 triệu 8 cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 4 giá 6 triệu 8. Bao ship này mọi miền Tổ quốc nha Nam. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là phôi mai tứ quý nha Nam. Phôi mai tứ quý cốt cành đẹp ha. Bộ đế quá đẹp. Đế này nó chẹt như cái nôm luôn cô chú. Giá cũng vài triệu nha Nam. À, anh em làm cây này mau lắm nha nè, mau đầy lắm ha. Cổ cành có sẵn anh ha, ghép nhìn trời, bộ đế đẹp luôn ha. Chiều cao là 130 cô chú ơi. 130 chiều cao. Quần em đây chiếc này 36 cô chú. Quần em là 36. Đế sổ 30 ha. Đế sổ là 30. Đường kính màu là 55. Rồi mã số 5 này giá sao em ơi? Cái mã số 5 này mai tôi quý em giao luôn với giá là 6 triệu 8 luôn quý chị ơi. 6 triệu 8 mã số 5. Bao ship lên mọi miền Tổ quốc nha Nam. Rồi tiếp theo cái mã số 6 nha Nam. Mã số 6 là phôi mai vàng. Sát lớn nha Nam. Bộ đế quá đẹp ha. Nguyên cái củ đế nội đế đặt luôn nha Nam. Thầy nó dặn cái cây thấy nó cổ cây vậy nè, nhìn ngoài bự lắm nè. Giá cũng vài triệu nha nè. Mà bên em là có tò có hình như đất bứng tàu bổ hả cô chú? Tất cả cây là cây nguyên riêng không nha nè. Nên cây nào cũng có hình cây dưới đất hết trơn ha. Thì cây dưới đất cũng như là cây thiên nhiên hết nè. Cây khai thác kêu bằng cây nóng hết nè. Thì cây lúc nào nó cũng sung nó khỏe hết trơn ha. Rồi cho thông số luôn mày. Mã số 6 là phôi mai vàng nha Nam. Chiều cao là 107 luôn chú ơi. Chiều cao là 107. Hoành thăng đôi chiếc này là 51 đấy cô chú. Hoành thăng là 51 nha Nam. Đường kính bầu là 65, cây bự lắm đấy cô chú. Đường kính bầu là 65. Rồi mã số 6 này giá sao em ơi? Cái mã số 6 này giao lưu với giá là 7 triệu 6 cô chú anh chị ơi. 7 triệu 6 mã số 6 nha nè. Bao ship này mọi miền tốt quá ha. Rồi tiếp theo mã số 7 nha nè. Mã số 7 là phôi mai vàng ha. Vũ nữ chân dài nha nè. Này anh em đóng 3 bốn bo là chơi rực rỡ luôn nha nè. Coi bộ đế nó đẹp sẵn rồi ha. Rồi, cho anh em có thông số luôn em ơi. Rộng cây khá đẹp ha nè. Tứ trụ ha. Chiều cao là 68 cô chú. Cái này cộng đế của nó sổ là 38 đó cô chú. Cộng đế sổ 3 tắc 8 nha nè. Hoành thăng ra vị trí này là 41 nha. Hoành thăng là 41 vị trí đó nha nè. Mình thú này của nó là 50 nè hả cô chú. Rồi đôi vị trí này 50 ha. Đường kính bầu là 45. Rồi mã số 7 này giá sao mày? Cái mã số 7 này em giao luôn với giá là 4 triệu 8 cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 7 giá 4 triệu 8. Bao ship anh em mọi miền Tổ quốc nha Nam. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là phôi mai vàng nha Nam. Cây này là ghép gốc nhớt từ nhỏ nha Nam. Ok. Cái chớ ghép còn rõ ha. Cây này anh em về khỏi ghép chơi ghiên bông đẹp nha Nam. Ok. Thấy mặt bông luôn nè cô chú.
Cây này thì bao cho anh em là bông nha anh em. Anh em khỏi ghép ha. Cái gì mình hoàn toàn chịu trách nhiệm ha. Chiều cao là 116 chú ơi. Chiều cao 116. Quần em 39 này là 38 nha cô chú. Quần em là 38 nha anh em. Đây vị trí này là 47 nha cô chú. Rồi. Đường kính màu 60 cô chú ơi. Rồi mã số 8 này giá sao mày? Cái mã số 8 này em giao luôn dưới giá là 4,5 triệu cô chú anh chị ơi. 4,5 triệu mã số 8 nha anh em. Bao xếp này mọi mềm tao quá ha. Quá mềm. Bông đẹp nha anh em. Bông bao anh em là 10, 12 cánh ha. Rồi tiếp theo mã số 9 nha anh em. Mã số 9 là mã số quý ha. Chiều cao là 49 nha cô chú. Chiều cao là 49. Quần ăn đo chiếc này là 36 cô chú. Quần ăn là 36. Em đo xét đầu đế là 39 nha cô chú. Xét đầu đế là 39. Đường kính bầu là 47. Rồi mã số 9 này giá sao em ơi? Cái mã số 9 thì mà cái quý giao lưu giá là 2,9 triệu cô chú anh chị ơi. 2,9 triệu mã số 9. Bao ship này mọi miền tôi quắc nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là phong mai tứ quý nha anh em. Có cành khá đẹp ha. Góc cành nhịp nhàng lên tới ngọn luôn nha nè. Giá cũng sinh viên luôn ha. Để đế nó chạc chạc điệu chân không chú. Rồi cho thông số luôn em ơi. Mã số 10. Chiều cao là 102 cô chú ơi. Chiều cao 102. Quần ăn 39 này là 31 cô chú. Quần ăn là 31. Đo xét đầu đế là 33 ha. Đường kính bầu là 39. Rồi mã số 10 giá sao em ơi? Cái mã số 10 này em giao luôn với giá là 3,3 triệu cô chú anh chị em, mai tới quý ha. Mã số 10 với 3,3 triệu nha nè. Bao ship này mọi miền tới quá ha. Rồi tiếp theo mã số 11. Mã số 11. Clip trước cũng bị trục trặc nha anh em. Cũng bị gạch ha, clip này quay lại xả cho anh em luôn ha. Giá rẻ lắm anh em ơi. Cũng còn cù là mấy cây á anh em. Mình bán giá chi ăn luôn cho anh em luôn ha. Chiều cao 68 của chú ơi. Chiều cao là 68. Con em là 36. Em đo vị trí này là 43 ha cô chú. Vị trí đó là 43 nha anh em. Đường kính bầu là 42. Rồi mã số 11 giá sao ơi? Cái mã số 11 giao luôn giá là 2,8 triệu cô chú anh chị ơi. 2,8 triệu mã số 11 nha anh em. Bao ship này mọi miền tôi quá hô ha. Rồi tiếp theo cái mã số 12. 12 quý luôn ha cô chú. Mã số 12 cũng là format thứ quý nha anh em. Cái okay, mấy ngày mà nhựa nó đung dữ lắm nha nè. Bán giá sinh viên cho anh em vậy rep luôn ha. Chiều cũng có bông chờ Tết nha nè. 100 mấy cô chú. Chiều cao là 100. Mấy cây này anh em mới tập chơi nè, mua về mình rep ha. Còn năm 39 này 41 ha. Tết cũng có cây bưng như nhà chân nha nè. Đường kính bầu 45 cô chú ơi. Và mã số 12 giá sao mày? Cái mã số 12 này em giao luôn với giá là 1,9 triệu nha cô chú anh chị. 1,9 triệu mã số 12. Bao ship này mọi miền tới quốc nha anh em. Rồi tiếp theo cái mã số 13. Mã số 13 là phôi mai tứ quý nha anh em. Ủa đấy quá đẹp ha. Cây này rep thì nhanh chơi nha nè. Đầu cái đầu đó đóng cục cành nha anh em, ghép gỡ luôn ha. Cây này cũng không bao lâu mà nhựa nó đung nữa nè. Đẹp cực vượt tuyệt vời luôn ha. Đó. Cái cây là phải không anh em, nhìn chỗ này nè nè. Đó. Này anh em đâm vô chợ một cái nó phật cho anh em xem ha. Tốt cái cây lắm nha nè. Nhựa xanh lè luôn ha. Nhựa quá đẹp, nhựa đục như nè. Tới từ cái mặt cắt ở đế cũng vậy nè cô chú. Rồi.
Đang khỏe lắm cô chú. Ok. Rồi cho thông số mã số 13 luôn mày. Mã số 13 là pha mai tứ quý vậy nè. Dáng cũng khá đẹp anh em ha. Chiều cao là 77 cô chú ơi. 77 cho chiều cao. Còn năm đôi chiếc này là 37 ha. Đường kính màu là 52. Rồi mã số 13 này giá sao mày? Cái mã số 13 này em giao lưu với giá là 3 triệu 9 đó cô chú anh chị. 3 triệu 9 mã số 13. Bao xếp này mọi miền tới quắc nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 14. Mã số 14 là phôi cuối clip của ngày hôm nay nha anh em. Cũng giá sinh viên như này mày. Mấy cây này anh em mà đối tượng là anh em mới tập chơi nào giờ đang phân vân không biết chơi á nè. Anh em đem cái này về tập ghép tập làm mình chơi nha anh em. Tết cũng có tự tay cây tự tay mình làm. Tự tay mình chân luôn rất là ý nghĩa anh em ha. Thì cây này nó cũng không có bao lâu mình nhựa nó đung nữa nè. Anh em chọn những cây này nó rất là khỏe ha. Trước tiên gì vấn đề mà cây khỏe là mấy cây này thì anh em nhìn thấy trước mắt thì nó ok nha nè. Rồi anh em trồng anh em ghép ha. Mau lắm nha nè. Chú quý thì làm thương hiệu đó làm cây mau sản phẩm lắm. Chiều cao 68 đó cô chú. Chiều cao là 68. Năm đôi chiếc này là 28 nha. Rồi. Đường kính bầu là 38. Rồi mã số 14 này giá sao mày? Mã số 14 giao lưu giá 1 triệu 2 cô chú anh chị ơi. 1 triệu 2 mã số 14 nha nè. Bao ship này mọi miền tới quá ha. Rồi cái mã số 14 là phôi cuối cùng của clip ngày hôm nay. Anh em hết trực tiếp với quyền là số 0939860078 nha anh em. Anh em yêu quý hiệp trực bấm mình đăng ký kênh cho kênh phục vụ cho anh em. Hằng ái chào anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.